Chào cả nhà, bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem vườn của Hoa sắp thu hoạch rồi. Đã được cũng 45 ngày rồi. Giờ đã tượng nụ rất là nhiều, giờ đang rất là xanh tốt. Đọt đã bò ra vàng luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể và chia sẻ cho cả nhà thì một số cái kỹ thuật chăm sóc của Hoa mời cả nhà xem nha. Hoa tơ này là trồng với diện tích là 2.500 m², trồng khoảng 40 gói. Bây giờ đang rất là rậm ri nè, tốt, đá rất xanh tốt luôn, thấy lá chân không vàng luôn. Tháng chạp này là âm lịch đó, là tháng này rất là thuận, thời tiết rất là thuận mùa, xe lạnh rất là dễ làm, không có sâu rầy cũng không có được, không có nhiều nữa, rầy xanh không có luôn, tháng này không có rầy xanh luôn. Bây giờ bắt đầu tượng nụ cỏ này là rất là nhiều nè, tượng nụ nhỏ nhỏ này, bằng tay cái với lại bằng đầu đũa. Giai đoạn này là bắt đầu mình bổ sung mùm phân chuồng, rải phân bò hay mục hoặc là phân gà, phân trâu gì đó cho ăn. Rồi chừng nào mà hái bắt đầu mình rải NPK luôn. Ở đây trồng lỗ, cách lỗ là khoảng 4 tấc rưỡi. Để tháng nắng là mình trồng dày chút. Bò đã vàng luôn nè, đọt bò đã vàng rất là nhiều luôn. Vài bữa nó là giáp đầu luôn. Giờ mình sẽ đi cho cả nhà xem nha. Ở ngoài đây là không có xịt cỏ nè, để cỏ các cái bò ăn luôn. Thứ nhất là mình để cỏ ở đây là cho nó không có hóc, không bị hóc. Vài bữa nó cũng qua phủ vàng là cỏ tự rợp xuống luôn, rất là tốt luôn, rất là xinh xê. Mới tưới nước xong nè, mình cũng xả dữ lắm á, tưới xong rồi nè. Lỗ này mình đục lỗ này là bữa có bỏ một ít phân chuồng hay mục và NPK rồi. Cái giai đoạn tượng nụ này thì mình có thể bổ sung nửa trái bự luôn nè, canxi bo với lại vi lượng để tăng tỷ lệ hạt phấn, giúp cho hoa nó trái nó bóng đẹp hơn, với lại ít có bị thối nụ nè. Bổ sung thêm canxi bo, vi lượng để tăng sức đề kháng cho cây. Tốt, cái nhà bò ra vàng rậm ri luôn. Mai mốt đây nó bò phủ vàng bắt đầu trái, nó ra lòng thòng xuống thấy mê luôn. Vài bữa nữa trong nó bự lên cái là nhìn lòng thòng đầy luôn. Bây giờ ra trái nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Nằm trong lá mình khó thấy lắm. Đi dài vài bữa nó có hái nè, có trái bự bự nè, này bự rồi nè. Này là nay mai mốt có hái rồi, có hái trái gốc rồi nè, bự hết rồi nha. Đúng tháng rưỡi là có hái nè. Qua nó cũng rất là nhanh, giống này là của thằng Hiệp Thành rất là nhanh luôn. Giống thằng Hiệp Thành này cho khổ qua trái ngắn thì hiện tại giờ đây là bà con ở đây là cũng trồng khá là nhiều những cái giống này, đạt rất là nhiều năng suất, trái cũng rất là nhiều luôn. Lá này nếu mà chịu hái đó, rồi tầm khoảng từ 700 đến 800 kg đó, có thể lên cao 1 tấn luôn, tầm có thể lên tấn. Cái đất của Hoa chú hai mình đợt trước trồng 3.000 m² mà hái ngày ấy hái tầm khoảng tấn, 1 tấn đến tấn 1 đó nha. Rồi bình thường chia ra ngày hái nửa đám, tại của Hoa này là hái ngày nghỉ ngày hái, cho nên ngày hái có 500-600 kg à, 2 ngày nửa đám thôi, tốt cực kỳ luôn. Nhà thấy không, mình sẽ đi thẳng vô đây cho cả nhà xem. Lá nó bự, vườn bằng bàn tay mình luôn, không có chạy lá gốc luôn nè, rất là tốt luôn. Có tốt nè, coi lá nè nha, đọt bự thì nên luôn. Đậm ri, rễ ra ngoài trắng đó nha. Con hoa này rễ ra rất là mạnh luôn. Giờ mình rải NPK là ăn liền. Mình khi nào có hái mình rải, rải sớm quá nó sẽ dược dọp nụ hết. Có hái từ tầm 2-3 chiến rồi mình bắt đầu mình rải NPK là vừa. Giờ mình cho ăn phân chuồng trước. Tháng này mình tưới nước vừa đủ thôi nha, cũng không cần tưới quá nhiều. Ngày nào mình cũng tưới.
tốt luôn. Ở đây văn lưới rồi, qua bò này rất là đều luôn. Mà dễ dắt đọt nha. Ở trong dắt đọt chưa kịp, tới rớt đọt xuống quá trời luôn. Tại vì trái nó còn nhỏ, mình nhìn thấy lá không, nó chưa có bự, chưa có lòi ra. Như trái đó là tầm khoảng 2 ngày nó thấy có hái rồi. Không có đầy xanh luôn đó nha. Nhưng mà tháng này ưa có sâu lắm nha. Mình phải xịt phòng sâu, từ 5 đến 7 ngày mình phải xịt ngừa thuốc sâu. Thuốc bây giờ mình đang xài cái là hai loại thuốc khá là hay. Một bình 65.000, hai gói thuốc sữa nha. Xịt có thể là 10 ngày cũng chưa xịt lại luôn. Xịt có là sau té hết. Mình sử dụng NCBO với lại Revathon nha. Thuốc bây giờ cũng rất là hay. Rầy xanh thì không có, khi nào có mình xịt. Mà mình lâu lâu cũng phải xịt ngừa luôn, để khi nó đẻ trứng này kia rồi. Này mình có thể pha một loại thuốc mà gây làm ung trứng rầy nữa nha. Mình xịt cho nó ung trứng luôn. Và rất là tốt luôn nha. Cực kỳ tốt luôn. Rồi bên trong xịt cỏ lên đây nè. Cái này là cắt cỏ có cho bò ăn nè. Dọn sẵn dọn mình khỏi xịt hoài. Bánh giạc này là cắt cỏ hết rồi nè. Bên đây chưa nè, vài bữa nó cắt cũng trống hết rồi. Không cần phải xịt thuốc. Thuốc cỏ nhiều quá cũng không tốt cho đất đâu. Ảnh hưởng đến cây trồng nè. Trái nhỏ nhỏ giờ lú lú đâu quá trời nha. Vài bữa nè, nó trượng nó ra trái bên thiên. Đợt này nói chung là mình trồng cũng dày hơn lúc trước một chút. Tại nắng tháng này mình trồng dày một chút. Nó lộ trái là mình nhìn ở nhà nhìn thấy mê. Rồi bò ra vàng tốt. Đừng có trái ngắn, hiện giờ qua giá hôm qua thì hiện giờ nó cũng không được giá nha. Qua hiện tại giờ có 3-4 ngàn ký à. Về bữa nữa thì có thể lên giá nha, gần Tết là bắt đầu giá đẩy lên. Tầm 26, 27, 28 là bán có giá lắm. Hiện tại giờ qua khá là nhiều. Giờ này chưa có hái thì hôm sau nha. Cực kỳ tốt luôn. Ở trong mà không có chạy lấy chân. Trái đồng hồng quá trời luôn. Vài bữa nó bắt đầu lộ nè. Và bây giờ mình sẽ quay vườn của Hoa ở đây thu hoạch nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi sang vườn của chú Hai, quay vườn của Hoa đang thu hoạch luôn.